xin chào các bạn. Như vậy là ngày 22 tháng 10 vừa qua, Apple đã chính thức mở bán iPhone 13 series chính hãng tại Việt Nam. Và như các bạn biết đấy, tình hình dịch bệnh hiện tại đang rất là khó khăn và phức tạp, nên là An biết không, hàng hóa ở các nơi đều rất là thiếu. Và có những người có hàng ấy thì lại đội giá lên rất là cao. Và điều này khiến cho rất nhiều người dùng đang muốn mua iPhone 13 series phân vân và lo lắng. Đó, theo An thì An nghĩ sao về vấn đề này? Với các vị là một người vẫn sử dụng những chiếc iPhone 11 Pro Max như mình thì mình thấy cái việc nâng cấp hay không thì cũng không phải là một vấn đề với mình. Nhưng mà đối với Chi thì hình như là Chi cũng vừa tặng cho mình một chiếc iPhone 13 Pro Max đúng không? Thì không biết là bây giờ liệu mình có nên chia sẻ với các bạn xem là mình có nên nâng cấp những chiếc iPhone của cũ để lên những chiếc iPhone 13 hay không? Có chứ, chắc chắn là các bạn đang xem video của chúng mình đang rất quan tâm vấn đề đấy. Nếu không thì các bạn click vào video này làm gì? Bắt đầu video luôn nhá. Ok, bắt đầu thôi. Chiếc smartphone mà Chi mới nâng cấp, mình nâng cấp trên tay là chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB màu trắng. Và em này, các bạn biết không, mình đã phải đặt cọc từ ngay đầu tiên. Ngay từ ngày đầu tiên, đó là ngày 15 tháng 10 tại hệ thống của Di động Thông minh, với mức giá khá là hấp dẫn, chỉ hơn 35 triệu thôi An ạ. Mà trong khi đó, hiện tại An biết thị trường bán giá bao nhiêu không? 39-40 triệu. Đó, An nghĩ sao? Nói chung mình cảm thấy mình rất may mắn các bạn ạ. Nghĩa là đây là một mức giá rất là hấp dẫn. Nếu mà cá nhân mình thấy thì đây là một mức giá rất là hấp dẫn. Nếu mà tranh thị trường khoảng đâu đó 4 đến 5 triệu thì đây là một mức giá mà mình hoàn toàn có thể nâng cấp được. Nhưng mà thực sự là nếu trong cái thời điểm như này thì mình đang sử dụng chiếc 11 Pro Max, nó vẫn có thể đáp ứng được và mình cảm thấy nó cũng không thực sự cần thiết cho lắm. Nhưng mà thực sự không thể phủ nhận được đây là một mức giá vô cùng hấp dẫn. 35 triệu nói chung là xứng đáng mà. Ok, và bây giờ mình có một cái câu hỏi nhỏ để cho Chi đi. Thì Chi vừa mới nâng cấp lên những chiếc iPhone 13 Pro Max, vậy thì đâu là lý do chính khiến Chi đưa ra quyết định này? Lý do chỉ có một lý do thôi anh ạ, đó là Chi được sở hữu chiếc iPhone mới nhất của Apple hiện nay. Ngoài ra còn là người sở hữu chiếc iPhone chính hãng sớm nhất tại Việt Nam nữa. Các bạn thấy mình đã đủ lý do chưa? Wow, thế đó, bỏ ra 35 triệu chỉ để sở hữu chiếc iPhone mới nhất. Đương nhiên là không rồi, còn nhiều lý do nữa các bạn nhá. Và đặc biệt lý do đầu tiên mà mình rất thích cho chiếc iPhone mới của mình, đó chính là nó có màn hình 120Hz rất là mượt mà các bạn ạ. À đây, màn hình của ông có màn hình 120Hz không? Lại bảo không đáng nâng cấp đi. Màn hình của iPhone 11 Pro Max thì dĩ nhiên là chỉ có 60Hz thôi. Nhưng mà đối với mình thì nó vẫn có thể đáp ứng được cái trải nghiệm hàng ngày của mình. Đấy, mượt lắm anh ạ. Đấy, ngoài ra còn một điểm mà mình cũng rất thích và đối với mình nó xứng đáng để mình nâng cấp, đó là cái camera của iPhone 13 Pro Max năm nay ấy, có rất là nhiều tính năng mới anh nhá. Có tính năng chế độ quay ProRes này, rồi là tính năng quay điện ảnh rất là hay. Ngoài ra thì cái chất lượng hình ảnh ấy nó cũng nâng cấp khá là nhiều so với các đời trước đấy. Ok, còn đối với mình thì đối với cả những cái tính năng mà mình được sở hữu trên những chiếc iPhone 11 Pro Max vẫn có thể đáp ứng được cho mình. Ví dụ giả dụ bây giờ các bạn có thể nói đến là cụm 3 camera này vẫn có thể đáp ứng được đúng không? Camera có siêu rộng rất là nét, có thể chụp đêm các thứ. Những cái tính năng ví dụ như là điện ảnh hay là ProRes thì có nghĩa là mình cũng không cần phải dùng đến ý. Mình có thể dùng cụm 3 camera này và phối hợp để quay phim chụp ảnh rất là tuyệt vời. Đó. Nói chung là tùy nhu cầu nhỉ. Đúng tôi thấy đáng với tôi. Còn ông thì cái này là phù hợp rồi đúng không? Ok, đó. Ok, coi như camera thì nó có nhiều tính năng nhiều người sẽ không dùng đến đi. Nhưng mà cái mà nhiều người rất quan tâm đó chính là về hiệu năng đúng không? Thì chiếc máy của tôi nhá, được trang bị con chip là Apple A15 tiến trình 5 nanomet mạnh nhất và mới nhất. Đó, RAM 6GB. Ngoài ra nhá, iPhone 13 Pro Max còn đang là chiếc smartphone có pin trâu nhất đấy, 4.352 mAh đó. Ok, thì thực sự để mà nói đây là cái điểm mà tôi ghen tị nhất đối với những chiếc iPhone 13 Pro Max. Bởi vì hiện tại thì bây giờ cái chiếc máy của tôi thì với cái việc là nó đã ra mắt được khoảng hơn 2 năm rồi, thành ra là bây giờ chúng ta chỉ được sở hữu một cái cấu hình nó khiêm tốn hơn, một con chip A13 Bionic, một cái bộ RAM 6GB và đi kèm với đó sẽ là một viên pin 3969 mAh. Thực sự thì nó vẫn có thể đáp ứng được cho tôi nhá, và nhưng mà pin đã chai rồi, thế nên là thành ra là đây là cái điểm mà tôi rất là gọi là lấn cấn trong cái việc là có nên nâng cấp lên chiếc iPhone 13 hay không. Lấn cấn phân vân cái gì nữa, nâng cấp luôn đi, có đáng là bao nhiêu đâu. Rikit, nhà thì mặt đường Nguyễn Trãi cho đủ các bạn ạ. Tính chính tí nhá, đấy không phải đâu nhá. Chắc là đấy không phải đâu. Nhưng mà thực sự ấy, để mà nói thì hiện tại đấy là cái điểm duy nhất mà mình lấn cấn về những cái chiếc iPhone 13 Pro Max, bởi vì hiện tại thì cái điện thoại của mình cũng đang có mức chai pin rất là cao rồi. Đấy, và mình cũng đang xem xét là có nên nâng cấp hay không. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ các bạn có thể để ý xem, iPhone là một cái thiết bị sinh ra để chúng ta phục vụ lâu dài cho người dùng. Nhưng mà bây giờ năm nào cũng đổi, như là chi mới là giàu đấy.
năm nào cũng đổi thì lấy tiền nó ra đúng không? Mà chưa kể đến việc bây giờ là hiện tại qua đời đặt hàng đầu tiên rồi, thành ra là những chiếc iPhone 13 Pro Max có mức giá hơi cao một chút so với cái khả năng tài chính của mình. Thành ra là mình cũng sẽ quyết định là chưa nâng cấp vội. Trong tương lai có thể có nhưng mà hiện tại thì cũng chưa nên nâng cấp vội. Thế thì chưa biết rồi, hệ thống di động thông minh nhá, vẫn đang cho phép đặt hàng đợt 2. Giá thì vẫn giữ nguyên và ngày 25 là có hàng rồi. Đó, giá khá là hấp dẫn, khoảng tầm từ 18-19 triệu là có iPhone 13 mini rồi. Còn 13 Pro Max thì chỉ lên quanh khoảng tầm 30 triệu thôi. Nâng cấp đi. Đấy, thực ra đấy cũng là một cái điểm cũng khiến cho mình lấn cấn thêm một chút nữa. Tại vì hiện tại bây giờ đang có một cái mức giá rất là hấp dẫn như thế. Thì mình nghĩ là mình nên để cái đường link ở phần bên dưới các bạn kiểm tra nhỉ. Đấy, chứ mình nói mồm làm sao mà người ta tin được. Thôi an lấn cấn thì kệ an, các bạn mà đang quan tâm thì truy cập ngay vào đường link bên dưới nhé. Bởi vì là ngày 25 là di động thông minh đã có hàng rồi. Và vẫn cam kết cho các bạn là mức giá tốt nhất thị trường, đảm bảo là hàng chính hãng, nguyên siêu. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, và đó là những cái ý kiến của chúng mình về những chiếc iPhone 13 Pro Max và có những cái thiết bị cũ của dòng iPhone. Vậy các bạn nghĩ sao, các bạn nghe theo Chi hay là nghe theo mình? Đấy thì hãy để trong chúng mình một vài comment ở phần bên dưới nhá. Đấy. Và nếu mà các bạn thấy thích video này cho mình Chi một like, subscribe để ủng hộ chúng mình tương lai nhá. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.